Chương trình ZFest mỗi ngày một điều cực sốc, ai cũng có thể mua sản phẩm hot với giá siêu rẻ. Làm mới danh sách vào lúc 9 giờ mỗi ngày, cùng nhau săn triệu hàng khủng ngay thôi. Chào các bạn, hiện tại đang là cuối năm 2020 và chúng ta chuẩn bị đón một năm 2021 hoàn toàn mới tanh. Chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với GVN. Đang là cuối năm 2020 và chuẩn bị đón chào một năm 2021 hoàn toàn mới toanh. Và ngay thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại top 3 sản phẩm chuột gaming đỉnh nhất trong năm vừa qua nha. Bắt đầu ngay với vị trí top 3, và trong danh sách này mình sẽ liệt kê đó chính là Razer Viper. Đây là con chuột mà mình đã rất đắn đo, không biết là có nên gắn vào top 3 hay là không, hay là mình sẽ lựa chọn một chú chuột khác, đó chính là Cooler Master MM710. Thật sự với các bạn, con MM710 của Cooler Master là chú chuột mà mình có thể đặt cho nó một cái danh hiệu là Best of Budget, tức là cái bơi trên bơi của nó quá tốt với tất cả những cái mà nó cho lại. Và thậm chí con chuột đó cũng chính là con chuột duy nhất mà mình mua của hồi năm 2020 và mình đã sử dụng tại nhà cho tới thời điểm hiện tại, và nó rất là ngon, không có vấn đề để phải chê trách cả. Tuy nhiên, nếu như xét về thương hiệu thì Razer có vẻ vẫn hơn một bậc, và thêm một phần nữa, ngoại hình Razer Viper vẫn đẹp hơn rất là nhiều. Với chú chuột này thì mũi chuột sẽ được bóp lại như một chú rắn hổ, với phần chóp mũi dài ra và phần thân ốm lại. Đồng thời đây cũng là một trong những con chuột đối xứng mà tốt nhất trên thị trường hiện tại nên là hầu như với mọi kiểu cầm, mọi kích cỡ tay đều có thể dùng được một cách thoải mái, trừ những bạn có phong tay quá to hoặc đã quá quen với kiểu chuột truyền thống lưng gù cao như là dòng Dead Rider của Razer mà thôi. Và mắt độc Razer 5G cũng là một trong số những cái điểm sáng nhất của sản phẩm này mà mình từng thấy. Mình không biết là năm sau thì Razer có ra mắt là Razer 6G hay là không, hy vọng là có. Nhưng mà đối với Razer 5G ngay thời điểm hiện tại á, đó là một con mắt độc mà mình thấy là cho dù là các bạn sử dụng cho mọi tác vụ, các bạn có dùng để chơi những tựa game hardcore đối với những cái thể loại game như là MOBA hay là FPS, thì con chuột này hoàn toàn có thể giúp bạn chơi một cách tốt nhất tất cả mọi thứ, như là về acceleration hay là về tracking của chuột. Tất cả mọi thứ mình thấy là đều không có vấn đề gì cả, rất ngon, rất chính xác. Đó là những cái mà bạn sẽ cảm nhận được khi mà sử dụng chuột này. Và thêm một điểm cốt lõi của Razer Viper, đó chính là chú chuột này sẽ mang lại cho các bạn cái cảm giác đó chính là nhẹ thực sự. Nhẹ thực sự ở đây đó chính là bởi chính sản phẩm này được trung hòa bởi ba yếu tố. Thứ nhất đó chính là dây dẫn, thứ hai đó chính là trọng lượng thực, và thứ ba đó chính là về fit chuột. Trọng lượng thực của sản phẩm này chỉ có chính xác là 69g. Các bạn có dây dẫn siêu mềm của Razer với công nghệ mà Razer họ gọi là Razer Super Flex. Và thêm một cái nữa đó chính là fit chuột, thì sẽ là loại fit chuột cao cấp BTFE. Chính ba cái này nó gộp lại khiến cho đây là một cái sản phẩm chuột mà khi các bạn cầm trên tay, các bạn sờ nhẹ, các bạn cũng có thể thấy là nó có thể lướt trên mặt bàn một cách cực kỳ tuyệt vời. Cho dù là các bạn sử dụng với bất cứ loại bắt chuột nào, cho dù là mặt trơn hay là mặt control, thì khi đó tay của các bạn và cảm giác cầm và sử dụng của các bạn nó đều rất tuyệt vời. Cho nên là đây là một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất thích hợp để gán vào top 3 sản phẩm chuột gaming tốt nhất hồi năm vừa rồi. Đối với top 2 trong video ngày hôm nay, mình cũng lựa chọn nữa một chú chuột đến từ nhà Razer, mang tên là Razer Basilisk X Hyper Speed. Nếu như mà so giữa Basilisk X Hyper Speed và Razer Viper khi nãy á, thì mình thấy là thật ra xét trên mọi khía cạnh thì Basilisk vẫn là một dòng sản phẩm thấp hơn một chút xíu so với lại Razer Viper. Và cái sự thua thiệt rõ ràng đến nhất đó chính là chúng ta sẽ thấy được ở ngay cái phần switch bấm của chuột. Thay vì như trên Viper thì switch bấm sẽ là switch bấm quang học của Razer luôn, nhưng mà trên Basilisk X Hyper Speed thì nó chỉ là switch bấm cơ học mà thôi. Mặc dù cũng là 50 triệu lần gắn đó, nhưng mà tất cả những cái công nghệ hiện đại nhất thì không phải được mang lên sản phẩm này. Tuy nhiên, tại vì sao nó lại xứng đáng ở top 2 hơn là so với Razer Viper? Bởi vì đây, chú chuột này vẫn là một trong số top những con chuột có form còng cong tay học dành cho người thuận tay phải tốt nhất trên thị trường ngay thời điểm hiện tại. Và Razer họ đã nghiên cứu cái phần này cho rất nhiều những sản phẩm trước đó rồi. Và đến với cái phiên bản này, Razer Basilisk X Hyper Speed như là một cái phiên bản cuối cùng mà họ có thể mang đến cho người dùng tất cả những cái mà các bạn cần cho một con chuột cong tay học, thì cái sản phẩm này có thể có mang lại tất cả mọi thứ đó. Việc mà các bạn ướm tay vào từng cái khuôn của bàn tay, và họ đã nghiên cứu lên trên rất nhiều những cái lòng bàn tay khác nhau và có thể cho là một gai nhấc cầm tốt nhất dành cho người dùng. Và thêm một đặc điểm nữa đó chính là trên Razer Basilisk X Hyper Speed có một điểm còn hơn cái Razer Viper, đó chính là công nghệ wireless của Razer. Nếu như các bạn lựa chọn cái phiên bản Razer Viper Ultimate á, tức là cái phiên bản mà không dây á, thì đó là tới tận là khoảng 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên trên con này nó chỉ có giá là 1,2 triệu đồng mà thôi. Và với ngay thời điểm hiện tại, mình vẫn công nhận một điều với các bạn, đó chính là sản phẩm chuột không dây hoặc là những cái thiết bị không dây hiện tại nó đã rất tốt rồi. Và với độ trễ của công nghệ chuột không dây ngay thời điểm hiện tại, thì mình thấy là đối với sản phẩm này, cho dù là có dây
hay không dây thì hầu như là cũng không khác nhau. Cho nên là nếu như để tiện dụng nhất thì Razer Basic X Hyperspeed vẫn là một cái sản phẩm nó tốt hơn rất là nhiều. Và nếu so sánh kỹ một chút xíu nữa thì 83g trên Basic X Hyperspeed so với lại 69g ở trên Viper thì sản phẩm này sẽ cho lại một cái cảm giác cầm nó thân thiện hơn. Với mình sẽ dùng từ là thân thiện, tại vì đối với cái thời gian đầu hoặc là cái khoảnh khắc đầu khi các bạn chạm vào chiếc Razer Viper á, cảm giác của các bạn có thể là nó sẽ ôi sao nhẹ thế. Thì ở trên các sản phẩm Razer Basic X Hyperspeed, cái cảm giác đó nó sẽ được hãm lại và nó sẽ dễ làm quen hơn. Cho nên là về tổng quan, nếu như là một chú chuột và dành cho tất cả mọi người dùng thuận tay phải ngay tại điểm hiện tại, thì đối với mình Basic X Hyperspeed vẫn là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Và với quán quân trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, mình chọn ra đó chính là Logitech Z Pro Wireless 2020. Đây là một chú chuột mà theo mình là một trong những sản phẩm top đầu đúng nghĩa trong giới công nghệ gaming ngay tại điểm hiện tại. Các bạn sẽ có được một sản phẩm với thiết kế đối xứng đúng nghĩa, đầu và đuôi với hai chóp bầu bỉnh. Cho nên là nếu như để nhìn và so kè với các sản phẩm gaming gear khác thì Logitech Z Pro Wireless có phần nó thanh lịch hơn và dễ sử dụng hơn. Nếu như mà để được lựa chọn một sản phẩm gì đó mình giới thiệu cho người dùng, có thể là ba mẹ, có thể là anh chị, hoặc có thể là những người thân trong gia đình, thì mình nghĩ Z Pro Wireless sẽ xứng đáng hơn rất nhiều bởi vì cái thiết kế và những cái mà nó cho lại. Và thêm nữa, trên sản phẩm này các bạn được trang bị đó chính là mắt độc Hero của Logitech, giúp các bạn có thể tối ưu tất cả mọi thứ dành cho hiệu năng và lẫn điện năng sử dụng. Logitech đã làm tốt đến nỗi mà với độ trễ và tất cả những cái mà con chuột này cho lại về hiệu năng thì hầu như là so với một con chuột có dây cùng tầm tiền là không hề khác biệt. Thêm một điểm nữa đó chính là trên sản phẩm này thì các bạn sẽ có được một cái thời lượng pin rất là trâu. Với cái trải nghiệm sử dụng của mình thì mình có thể sử dụng được khoảng đâu đó là từ khoảng 3 đến 4 ngày và có khi là đến được tới cả một tuần luôn nếu như cái tuần đó mình sử dụng ít. Và đương nhiên là với sản phẩm này có một cái hay nữa là các bạn có thể kết hợp với lại cái bát chuột Logitech Power Play, giúp cho anh em có thể sạc trực tiếp thông qua bát chuột. Từ đó thì cái trải nghiệm của các bạn nó sẽ càng tốt hơn nữa. Hầu như là các bạn chẳng cần quan tâm tới cái chuyện là sạc pin trên chuột của mình luôn, bởi vì chuột các bạn luôn luôn có sẵn pin ở ngay cái bát chuột mà các bạn sử dụng. Và nếu như các bạn có thắc mắc là tại vì sao mình lại không liệt kê cái sản phẩm Logitech Z Pro X Blade vào trong danh sách này, thì thật ra đó chính là một cái sản phẩm mới và với mình thì trải nghiệm chưa đủ lâu. Cho nên là khi nào mà mình trải nghiệm đủ lâu thì mình sẽ làm đánh giá chi tiết về sản phẩm đó sau cho các bạn nha. Vậy thì tổng quan lại qua ba sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy được đó chính là nhu cầu sử dụng của người dùng càng ngày càng cao, và với tất cả những cái mà bạn cần thì ba sản phẩm này đều có. Còn nếu như các bạn hướng về gaming nhiều hơn, các bạn thích cái form cầm và cái kiểu thiết kế nó ngầu ngầu một chút xíu và nhất là không dây, thì Razer Basic X Hyperspeed sẽ dành cho bạn. Còn nếu như các bạn là một người chững chạc hơn, trưởng thành hơn, hoặc đơn giản là các bạn rất thực tế, một sản phẩm chỉ đơn giản là plug and play và cao cấp thật sự, thì Z Pro Wireless sẽ là một trong số đó. Các bạn muốn mình làm thêm top về sản phẩm nào, đừng quên comment lại cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình quay số may mắn đầu năm diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến hết 28 tháng 2 năm 2021, với giải thưởng cao cấp nhất là một xe SH trị giá 120 triệu đồng, xe xịn, Tết sang, rộn ràng năm mới.